Dạ vâng, em Minh Audio sẽ còn em chào tất cả các bác anh em Audio Audio và cảm ơn quý vị đã truy cập đến kênh YouTube của em. Video này mình giới thiệu đến anh em cặp loa Sunsui SP3500, hàng Japan, sản xuất xuất sang thị trường Mỹ. Đây là một cái dòng loa cổ cao cấp của hãng Sunsui xuất sang thị trường của Mỹ ạ. Thiết kế lưới mắt cáo, thùng gỗ lạ, sang trọng và tuyệt đẹp. Cặp loa này tuyệt đẹp các bác nhá, trên 40 năm rồi, loa còn rất đẹp. Cặp loa này sử dụng cấu hình là 6 loa, công suất là 100W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy cực kỳ cao, rất là dễ phối ghép âm ly. Âm thanh của cặp loa này rất là chi tiết, rõ nét khi mà chúng ta nghe nhạc, cũng như là ngọt ngào ở cái giải trung, giải cao và giải trầm cũng rất là tuyệt vời khi mà chúng ta nghe Bolero. Cặp loa này là hàng xuất ship từ Mỹ về, còn nhấn mạnh là rất là tuyệt đẹp nhé. Mặc dù là em bán rất là nhiều cái dòng này rồi nhưng mà cặp này rất đẹp. Mặc dù là 40 mấy năm rồi. Cặp loa này thì em sẽ thông báo kích thước này. Cái size chiều ngang là 45cm, chiều cao 64 và chiều sâu là 29cm. Cân nặng của một loa là 26 cân một thùng các bạn nha, 26 cân một thùng. Đấy, từ 40 mấy năm rồi các bạn có thể thấy là toàn bộ cái phần gỗ này là gỗ zin của loa này luôn, không có gì hết á. Vân gỗ này là vân gỗ cổ zin, chứ còn những cái loa bây giờ đời mới sẽ không thể có những cái vân gỗ như thế này được. Đây, gỗ xịn luôn. Đó. Chưa cần nói về nghe, nhưng mà chúng ta nhìn thấy một đôi loa mà nó ngày xưa họ đầu tư, họ làm như thế này rồi thì áp hẳn sẽ phải là tuyệt vời đó. Logo E cam của hãng Sunsui còn đầy đủ các bạn nhá. Cái càng rất đẹp, không có một điểm lỗi nào để chê về cái cặp loa này. Rất là đáng để cho chúng ta nghe nhạc vàng và sưu tầm cũng như là trưng bày. Đấy, vân gỗ nó có những cái điểm mắt như này. Rất là đẹp, tuyệt vời. Và em mình sẽ mở cái phần cái căng để cho anh em chúng ta được xem về cái phần driver của loa này nhé. Vâng, đây là phía bên trong của cặp loa này sau khi mà mở e căng, gồm có một bát lòng vàng, 2 mít lòng vàng giấy, màng giấy nón nhôm 10cm. Hai cái mít này nó có đảm nhiệm thêm cái nón nhôm ở đây, nó sẽ làm cho cái giải trung âm nó được ra được sắc bén và tái tạo cái âm thanh tốt hơn. Hỗ trợ thêm giải cao là gồm có 2 cái ống còi ở đây, còi này còi bằng gang, 2 ống còi này là còi bằng gang và nón nhôm, đom nhôm sẽ làm giải cao tốt hơn. Và ngoài ra thì có một cái mít rất là lớn ở đây. Cái này là mít chét nhá. Cái lá gió nó bằng khoảng 20cm, nó nằm ở đây. Một cái còi rất là to. Các quý vị có thể nghe kỹ tiếng xóc xách. Nên là cái giải âm của nó ra rất là tuyệt vời. Đây là cái bát lòng vàng Sunsui. Bát này là 35,5. Ngoài ra có thêm 2 lỗ thông hơi quý vị nhá. Mặt loa cũng là mặt vân gỗ luôn. Rất đẹp. Thì ngoài ra hãng còn hỗ trợ thêm cái phần tinh chỉnh của cặp loa này, gồm có 2 vi tinh chỉnh ở phía sau. Ở phía sau dành cho loa mid và loa chép khi mà chúng ta nghe, có 3 nấc để chúng ta điều chỉnh. Em sẽ quay cái tinh chỉnh cho anh em xem. Đây là 2 cái vi tinh chỉnh ạ. Đó. Cũng như là thông số kỹ thuật mà hãng đưa ra dành 2 vi tinh chỉnh dành cho loa chép và loa mid. Và như vậy là mình đã giới thiệu đến quý vị và các anh em Audio một cặp loa rất là xuất sắc và hay của hãng Sunsui khi mà xuất sang thị trường của Mỹ. Đáp ứng tốt cả gu nghe cũng như là nhìn, cặp loa rất là tuyệt vời đối khi mà sở hữu những cái driver như thế này, cũng như là hệ thống thùng được loa thùng loa được hãng trau chuốt làm rất là tốt tỉ mỉ, cũng như là cái phần gỗ được lựa chọn làm nên cặp loa này rất tuyệt vời như vậy. Và em Minh giao lưu đến quý vị và các bác anh em cặp loa vô cùng là tuyệt vời và đẹp. Sau hàng mấy chục năm rồi, cặp loa này có mức giá là 13.500.000 đồng. So với mặt bằng chung, những cái cặp loa như AR hay là những cặp Pioneer cùng
ví dụ so với 77A chẳng hạn, trong tầm khuôn giá nha. Em mình đang so sánh tầm giá để cho anh em có một cái cách nhìn khách quan để chúng ta lựa chọn theo đôi tai của chúng ta để chơi. Thì đối với những cái dòng như em vừa kể thì cặp này nó vượt trội hơn rất là nhiều so với những cái thương hiệu cùng tầm tiền. Như vậy thì anh em nào có nhu cầu giao lưu cặp loa này thì xin phép liên hệ trực tiếp cho mình. Toàn bộ củ côn loa là zin nguyên bản tuyệt đối, chưa có quấn lại hay động chạm, bởi vì những cái dòng loa sân su này 99% ít khi bị hỏng lắm ạ các bạn nha. Rồi em mình xin phép test một đoạn nhạc, và anh em nào có nhu cầu nhắc lại là liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên máy đăng. Tối xa